Đón xem Đứa cháu nhà tài phiệt lúc 21 giờ thứ hai đến thứ sáu trên Chủ đề TV. Chú muốn con có một cô dâu và một đám cưới để tưởng nhớ anh chú. Chú sẽ mặc đồ chú rể cho con và tổ chức một buổi lễ trang trọng. Chú muốn mọi người nói cô dâu của con, cháu dâu của nhà Khơ Ra Chai, là một cô gái tuyệt vời tới mức có thể nhìn thấy lòng tốt và lòng nhân từ trong đôi mắt của cô ấy. Để chúng tôi ở riêng một chút. Cô thay quần áo đi. Nề Điềm, sư tử bé của chú. Chú không bao giờ muốn chuyện như vậy đâu. Một người bạn đời thực sự, một người để cùng con đồng hành. Chú muốn con có một cô dâu và một đám cưới để tưởng nhớ anh chú. Chú sẽ mặc đồ chú rể cho con và tổ chức một buổi lễ trang trọng. Chú muốn mọi người nói cô dâu của con, cháu dâu của nhà Khơ Ra Chai, là một cô gái tuyệt vời tới mức có thể nhìn thấy lòng tốt và lòng nhân từ trong đôi mắt của cô ấy. Chú muốn đôi mắt cô ấy sẽ sáng lên mỗi khi nhìn thấy con. Chú của con lại một lần nữa không thể giữ lời hứa rồi. Đây là trò đùa kiểu gì vậy chứ? Chị ta...